Và bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Kim Thanh, Buồn đến kiếp nào nguôi. Quận Hoài Nhân, 1969, một năm sau Tết Mậu Thân. Tôi nhận lệnh dẫn một nửa đại đội 202 chiến tranh chính trị từ Bà Ghi, đại bản doanh của sư đoàn 22 bộ binh, ra tăng phái cho trung đoàn 40, lúc ấy đóng tại Đệ Đức, trên đường Bồng Sơn và Tam Quan. Nửa đại đội được chia làm hai toán, mỗi toán gồm trên dưới 10 người do một chuẩn úy chỉ huy, hàng ngày theo lịch trình đi xuống các xã ấp thuộc quận hoặc bằng xe đốt cơ hữu, hoặc thỉnh thoảng vì lý do an ninh bằng trực thăng của sư đoàn 10 kỵ Hoa Kỳ để làm công tác một cách độc lập, nhưng đôi khi phối hợp với một toán dân sự vụ Mỹ xuống những xã ấp xa xôi, hai toán chúng tôi phải tự bảo vệ lấy, và vì thế được trang bị súng ống tương đối đầy đủ, và các toán viên thường là lính tác chiến lâu năm hoặc bị thương đổi về, có nhiều kinh nghiệm chiến trường, ít khi phải nhờ đến sự trợ giúp của những đơn vị địa phương quân hay nghĩa quân. Tôi nhớ buổi sáng hôm đó là ngày 25 tháng 12, đúng lễ Giáng sinh, chuẩn quý Hoàng, một trưởng toán bị bệnh, tôi phải đi thay, dẫn toán của anh đến ấp Vĩnh Phụng, xã Hoài Xuân, nằm dọc cũng như những xã khác trong quận Hoài Nhân. Hai bên bờ sông lại, không khí cuối năm vắng ngắt, đơn điệu, đến độ nhàm chán. Tại những vùng quê hẻo lánh Việt Nam thời ấy, không có nhà thờ, không tổ chức mừng Giáng sinh rầm rộ như dân thành thị Sài Gòn hay Nha Trang của tôi chẳng hạn. Dù có đạo hay không, không có tiếng chuông giáo đường ngân nga rộn rã, không có như bây giờ cây sa pin giăng đèn lấp lánh và ông già Noel đứng trước cửa siêu thị rung chuông leng keng chúc lễ và phát quà cho trẻ em. Chỉ có một ngôi nhà thờ duy nhất tại thị trấn Bồng Sơn cho toàn quận Hoài Nhân, và dân công giáo từ các xã ấp phải lên đó để dự lễ mỗi sáng Chúa Nhật. Chúng tôi đến Vĩnh Phụng làm công tác dân sự vụ và tâm lý chiến, như thường lệ, nghĩa là bắt lo kêu gọi dân trong ấp đến tập hợp trên một khoảng đất trống rộng và chung quanh có bóng cây xanh mát, gần trụ sở ấp, rất an toàn. Tại đây, họ được y tá khám bệnh thông thường, phát thuốc tại chỗ hoặc được xe của toán chở về bệnh xá Bồng Sơn trong trường hợp bệnh nặng cấp cứu, hay được nghe một toán viên nói chuyện, nhắc nhở, đề cao chính nghĩa quốc gia, kêu gọi đồng bào đừng bỏ xóm làng, lên núi thoát ly theo Việt Cộng, đừng ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản, vân vân. Các em nhỏ được phát kẹo bánh, tập vở, bút mực và sau đó được tập bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, hay những bài hát quen thuộc, ví dụ tôi nhớ Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam nước tôi, hay đây Bạch Đằng Giang sông Hồng Dũng của nòi giống tiên rồng. Làm xong bấy nhiêu công việc thì đã hết buổi sáng, tôi cho cả toán nghỉ ngơi, ăn trưa và tự do đi lại trong ấp, nhưng không quá xa, chờ đến giờ trở về Đệ Đức. Còn tôi và một vài anh lính trải phong xô nằm trên cỏ, bên gốc cây, ngước nhìn ánh nắng lấp lánh chiếu qua vòm lá và nghe tiếng chim hót líu lo trên cành. Một số toán viên còn trẻ xin đi vào nhà dân để thăm hỏi các cụ già và, tôi đoán, để nhân dịp tán gẫu với các cô mơn mẫn đầu tơ, má hồng môi thắm tự nhiên. Thật vậy, theo cặp mắt cá nhân, chủ quan của tôi, gái Bồng Sơn và Tam Quan nổi tiếng đẹp nhất vùng Bình Định, nếu không muốn nói cả vùng hai chiến thuật. Tôi đang liêm diêm mắt, miên man suy nghĩ chuyện đời, và một anh lính đang nghêu ngao một bài vọng cổ, thì bỗng một tiếng mình nổ vang từ bờ ruộng không xa chỗ tôi nằm bao nhiêu. Giật mình nhổm dậy, chụp vội cây súng, và thấy một làn khói đen tỏa bay trong không gian. Nghe tiếng kêu la của vài em nhỏ hớt hải chạy về phía tôi. Ông thiếu quý ơi, con nhỏ Út bị thương nằm kia kìa. Cũng đoán biết được chuyện gì đã xảy ra, cả toán tất cả đi theo các em về phía cánh đồng, súng cầm tay trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Đến nơi, thấy nằm gục nửa dưới ruộng, nửa trên bờ, một bé gái, tức con nhỏ Út,
độ 8-9 tuổi, cao và gầy đét như khúc củi, mình mẩy và mặt mày đầy máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo cột trắng. Mấy đứa trẻ mách Úc ra ruộng sớm móc lúa đã đạp phải mình gài sẵn, chưa biết của bên nào. Tôi thận trọng đưa mắt quan sát hiện trường xem có quả mìn hay lựu đạn nào chưa nổ, hay một tên du kích nào đang rình chờ chúng tôi. Y tá thám cúi xuống cầm lấy tay Út bắt mạch rồi đặt ống nghe lên ngực nghe nhịp thở, tiêm một mũi thuốc không tên mà anh nói để cầm máu và cho uống hai viên aspirin để giảm đau. Trong khi tôi choàng tay cẩn thận đỡ bé ngồi dậy, người bé mềm nhũn, miệng trên nho nhỏ liên tục vì trái mìn bẫy đặt ngược hướng, sợi dây kiếp khá dài và nổ khi Út đứng khá xa nên thân thể còn nguyên vẹn không nát bấy, chỉ bị ghim đầy những miếng sắt li ti. Gương mặt xinh xắn của bé có vẻ già dặn trước tuổi, lúc ấy xanh như tàu lá và cặp mắt mở lờ đờ ngước nhìn tôi. Thám quay sang kính đáo khẽ lắc đầu và tôi hiểu, từ thân thể Út máu tiếp tục chảy từng giọt, chắc bé đau đớn lắm. Bé kêu khát, tôi mở bi đông đổ nước vào nắp cho bé uống vài hớp nhỏ. Vừa suy tính rất nhanh, tại các ấp như Vĩnh Phụng, làm gì có trạm cấp cứu, nhân viên y tế hay thuốc men. Chở đi Bồng Sơn không kịp nữa vì bé đã yếu lắm rồi, lả người trong vòng tay tôi. Gọi máy PRC-25 về trung đoàn, buổi trưa không gặp ai. Gọi thẳng sư đoàn của Mỹ xin trực thăng tải thương thì không biết tần số và tốn thời gian lắm. Lại sợ họ không tin mình. Không còn biết làm gì hơn, tôi dùng khăn ướt lau sơ máu trên mặt, trên tay của bé và cầu nguyện cho bé gắng gượng thêm độ nửa giờ nữa thôi. Thời gian vừa đủ để xe chúng tôi chở kịp về tới Bồng Sơn. Bỗng Út mở to mắt nhìn thẳng vào tôi, ngơ ngác như vừa tỉnh cơn mê từ một cõi nào rất xa xôi. Bé thều thào hỏi, con qua nổi không chú? Tôi liếc nhanh về phía y tá thám rồi gật đầu. Qua nổi chứ con, nếu con hứa là con gượng thêm nửa giờ nữa. Bé mở hé đôi môi, cố gắng mỉm cười khó khăn, lắc nhẹ đầu và đáp khẽ. Không kịp đâu chú, con biết con không sống nổi, con mệt quá rồi. Khi nãy trong giấc mơ con có gặp ba cô mặc áo trắng tinh, có hai cánh trên lưng, nói đang chờ để rước con đi. Rồi Út tiếp, giọng trời rạc càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần. Chú ơi, con muốn được ôm trước khi chết. Con là đứa mồ côi, không cha, không mẹ, không người thân thích. Con ở đỡ, móc lúa cho nhà người ta. Không có ai thương con hết. Con muốn được ôm một lần này thôi. Tôi bật khóc, ôm bé vào lòng, hôn lên trán, lên tóc bê bết máu, mà nước mắt tuôn rơi như mưa, chạy xuống ướt chiếc áo trận, hòa lẫn với máu của bé chưa khô. Vừa lúc ấy trên cặp môi tím ngắt bé, như cố nở một nụ cười mãn nguyện, rồi ngoẹo đầu vào ngực tôi. Bé làm động tác muốn giơ hai cánh tay lên, nhưng không đủ sức, lại bỏ xuống, và nửa giây sau bé từ từ nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng trong tay tôi. Tất cả diễn ra không đầy 4 phút, từ lúc gặp bé nằm ở bờ ruộng. Tôi nhẹ nhàng buông xác bé xuống, đặt nằm ngay ngắn trong tấm phong xô còn mới của tôi. Bé đã được liệm bằng phong xô, giống như một người lính chiến thật sự, giống như những đồng đội của tôi chết trận mà tôi được chứng kiến tại ban mê thuộc Công Tâm Phan Thiết năm nào. Chung quanh, mọi người vẫn đứng yên, lặng thinh, mắt đỏ hoe, kể cả tớp lính địa phương quân vừa kịp đến để chứng kiến cảnh tượng thương tâm này. Tôi biết, cũng như tôi, những người lính rất chai lì vì phải thường trực thách đố với cái chết cận kề và định mệnh tàn nhẫn, không khóc dễ dàng. Nhưng trước thân xác gầy guộc đẫm máu của Út, một bé gái nạn nhân vô tội của chiến tranh khốc liệt, phi lý, cây cỏ cũng khóc theo, huống chi người. Khi tôi hỏi mình do ai gài, một anh địa phương quân nói lớn, có vẻ tức giận. Mình có mấy thằng du kích diệt cộng gài đó ông thầy, còn ai trồng khoai đất này? Sáng nay tụi em chưa kịp đi gỡ thì con nhỏ Út ra ruộng sớm đạp trúng, tội nghiệp nó quá. Tôi giao tấm phong xô gói xác Út cho nhóm địa phương quân và moi tiền từ 4 túi quần, cộng với tiền gom góp của anh em tự nguyện trong toán,
không đếm bao nhiêu nhưng đoán khá bụng, đưa hết cho trung sĩ trưởng nhóm và nói: "Tôi nghe nói bé Út mồ côi, nghèo khổ nên nhờ các anh mua cái hòm cho bé và làm phước, chung các tử tế dùm, còn thiếu bao nhiêu các anh bù giúp cho." Trên đường về lại Bồng Sơn, cả toán không ai nói với ai một lời nào. Giống như một lần trước đó không lâu, khi chúng tôi chở đến bệnh xá quận lỵ, một bé trai 10 tuổi từ một ấp xã khác gần hơn đã đạp phải lựu đạn củng cố Việt Cộng, bị thương khá nặng, nhưng sống sót vì được cứu kịp thời, chỉ phải cưa một chân. Tôi ngồi im như tượng đá và mắt vẫn còn cay xè. Đến Bồng Sơn, đi ngang nhà trọ của Thơ Thơ, tôi bảo tài xế dừng lại, chờ tôi 10 phút. Nàng mở cửa, thấy quần áo tôi dính đầy máu, hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, anh bị thương phải không?" Tôi lắc đầu gượng cười mỉm. Nàng ôm tôi vào lòng siết chặt, như sợ tôi biến thành mây bay đi. Và tôi kể hết câu chuyện bé Út. Nàng vừa nghe vừa rơm rớm nước mắt, rồi nghẹn ngào nói nhỏ: "Tội nghiệp bé quá. Tối nay em sẽ thắp nhang khấn vái cho hồn bé được siêu thoát. Sau khi nghe chuyện này, em yêu anh quá. Em yêu anh hơn. Em yêu anh mãi mãi. Mãi mãi, anh biết không? Cái chết cũng không bao giờ có thể chia lìa hai đứa chúng ta." Hôm sau hoàn hết bệnh, tôi trả lại toán để anh dẫn xuống Vĩnh Phụng tiếp tục công tác thường nhật. Còn tôi, từ đó cho đến ngày trời bỏ Bồng Sơn trở về Bà Ghi, tức hơn nửa năm sau, không bao giờ đặt chân lên ấp đó nữa, dù chỉ ghé qua một lần, để tránh nhớ một trong những kỷ niệm thảm thương nhất, nếu không muốn nói một kỷ niệm thảm thương nhất trong suốt đời lính. Sau 3 tháng, tôi được lệnh của trung đoàn ngừng công tác tại quận Hoài Nhơn và điều động cả 2 toán ra Tam Quan, một quận lỵ nguy hiểm nhất của Bắc Bình Định. Trôi qua bao nhiêu thăng trầm trong suốt 47 năm kể từ Noel năm 1969 đó, tôi cố quên cái chết của bé Út, cũng như của Thơ Thơ đã gục ngã trên đường di tản tháng 4 năm 1975, khi đoàn người chạy loạn bị Việt Cộng pháo kích, cố quên và xem tất cả như một dĩ vãng tàn khốc và kỷ niệm thảm thương của chiến tranh, của một thời để yêu và một thời để chết. Cố quên nhưng không thể được. Đặc biệt bé Út, quả thế, cứ mỗi cuối năm khi mùa Giáng sinh tới, và cứ mỗi lần tôi giơ tay ôm hất ai, thì hình bóng tội nghiệp của bé bỗng dưng lại hiện về trong tâm trí, với thân xác đầy máu và thương tích, với vẻ mặt đau đớn tột cùng, với những lời trối trăng đứt quãng: "Con muốn được ôm, không ai thương con hết. Hỡi ơi, buồn này biết đến kiếp nào mới nguôi." Bé hiện về như một ám ảnh dịu dàng, vời vợi, như một linh hồn nhỏ mồ côi, trắng tinh như tờ giấy mới, lạc loài giữa trần ai quỷ ma ác độc, như một quý nhân phù trợ, mà hương linh lẻ loi còn mãi lẩn quất bên người, hơn cả chiêm bao. Qua suốt nửa thế kỷ, để cùng với Thơ Thơ, người rất yêu dấu bên dòng sông Tương Tư ngày nào, nắm tay tôi dắt đi qua những phong ba của cuộc đời. Portland, ngày Giáng sinh 2016. Kim Thành. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.